Hello cô, xin lỗi là cô cho biết tên tuổi. Dạ em tên Trần Thị Anh Tuyết. Cô Tuyết ơi, cô Tuyết ở đây là ở Quebec là bao nhiêu năm rồi? Dạ gần 20 năm. Gần 20 năm nay rồi. Các anh em, chị em, thậm chí liên tâm ở trong nước cũng như thế giới lắng nghe cái câu chuyện này cũng khá là hấp dẫn. Chị Tuyết á, bây giờ là mọi người nhìn có biết cô này là bao nhiêu tuổi không? Tôi thì tôi đoán là chừng 25 tuổi. Và một cái điều bất ngờ là khi mà gặp cô thì cô cho biết là cô bây giờ là 59 tuổi rồi. Và cái chuyện là mẹ sẽ next ba hả? Nhưng mà phụ pháp á, cho nên á, là chúng tôi á, thì mọi người biết rồi, cái tạp chí Liên Tâm á, mục đích để phát triển trong cái chuyện mà giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có nghĩa là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho toàn dân. Và khi mà chăm sóc sức khỏe ban đầu á, thì phải tìm ra một cái phương pháp nào mà có khả dĩ, mà không dùng thuốc mà vẫn có thể bảo đảm được sức khỏe, bảo đảm được cái là không có bệnh tật. Thì may mắn á, là hôm nay chúng tôi gặp được cái chị Tuyết và nghe chị kể lại. Chị là người thực hiện, vô tình thực hiện phương pháp là nhịn ăn 16/8, cái mà chúng tôi đang theo đuổi và đồng thời mong muốn để cho phát triển ra cho cộng đồng. Do đó là đầu tiên á, là xin hỏi chị Tuyết á, là nguyên nhân từ đâu, tức là ban đầu á, là chị tình cờ hay là đọc cái trên sách báo hay là dùng điều kiện gì đó mà chị lại áp dụng phương pháp ăn 16/8, có nghĩa là 8 giờ tối ngưng cho đến 12 giờ trưa. Xin phép chị cho biết. Dạ em thưa thầy với lại mọi người là cái năm em 14 là em không có ăn sáng. Đấy là không ăn sáng, tới trưa mới có bữa cơm trưa và bữa cơm chiều. Rồi cái từ đó cái em thành một cái thói quen luôn. Tạo thành một cái nếp quen luôn. Dạ, nếp quen luôn. Em chỉ ăn buổi trưa với buổi chiều. Nhưng mà sau 7 giờ thì em không ăn, mà tại vì cái tánh em là không ăn vặt. Dạ, cho nên là em không ăn sau 7 giờ. Nhưng mà từ đó giờ em sống thì em uống nước là chính. Không uống nhiều nhưng mà phải khái một ngày cũng một lít rưỡi. Tức là mình khát uống dạ, thôi. Dạ, khát. Em uống nước là chính. Để cho mọi người xem cái cạc đi ăn đi tê của cô để mà xác định, để mọi người không thấy là nói cô này cổ thì cái nhà hàng ở dưới chúng ta thấy là 25 tháng 9 1961 thì cái chuyến anh thì nó giết được là